Danco Group tự hào là nhà phát triển bất động sản phong cách châu Âu, giành giải thưởng danh giá cho khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất Việt Nam tại dự án Danco City Thái Nguyên. Hiện hữu như chiếc vương miện đẳng cấp giữa lòng thành phố, kiến tạo một cộng đồng tinh hoa cùng những kỷ lục xứng tầm, biểu tượng sống kiêu hãnh của người Thái Nguyên. Danco City đẳng cấp châu Âu, khởi đầu thịnh vượng, một sản phẩm của Danco Group.